Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, theo ông bà ta ngày xưa, bếp có vị trí phong thủy đặc biệt trong nhà. Theo phong thủy nhà ở thì bếp là nơi quyết định tài lộc và sự hạnh phúc của gia đình. Độ cao của bếp phải tương ứng với chiều cao của nhà. Mặt bếp không được ngược hướng với nhà. Bếp đối diện với cửa chính làm tán hao tài sản. Bệ bếp không được vững chắc thì sẽ khiến cho tiền bạc không được giữ được lâu. Thì vị trí đặt nhà bếp cũng vô cùng quan trọng. Nhiều gia đình thì chỉ xem phòng bếp như một khu vực để nấu ăn nên bỏ quên các yếu tố về phong thủy, dẫn đến gia đình làm ăn khó khăn, sức khỏe giảm sút. Vậy đâu là những lỗi kiêng kỵ khi xây nhà bếp mà quý vị nhất định phải tránh? Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi video sau đây của Phong thủy may mắn. Theo phong thủy, nhà bếp có liên quan mật thiết tới sức khỏe, tiền tài của gia chủ. Phong thủy nhà bếp được coi là một trong những lĩnh vực quan trọng, không thể bỏ qua, nên khi xây dựng và bố trí nhà bếp, gia chủ, ngoài việc chú ý đến phong thủy nhà ở thì cần phải chú ý đến phong thủy nhà bếp. Các chuyên gia phong thủy nhà ở cho rằng, nhà bếp theo quan niệm ngũ hành thì thuộc hỏa. Có một số người làm cho hỏa khí nhà bếp vượng lên bằng ngũ hành mộc, tức là đặt vật dụng trang trí như cây cối, tranh ảnh. Tuy nhiên thì điều này lại vô tình làm tăng ngũ hành hỏa lên quá mức, tức là đặt các vật dụng trang trí như cây cối, tranh ảnh, khiến cho xung đột sức mẻ tình cảm gia đình lại dễ dàng xảy ra hơn. Vì vậy, cần phải hiểu rõ những quan điểm về ngũ hành, phong thủy để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra trong tương lai. Thông thường thì khi thiết kế, gia chủ thường dựa trên những phương án sao cho diện tích và cơ năng hoạt động của căn nhà được cao nhất. Tuy nhiên thì chính điều này lại vô tình đụng đến một số vấn đề liên quan tới phong thủy. Nhà bếp đặt ở vị trí trung tâm theo quan niệm của phong thủy, hai vị trí trung cung hoặc là thượng tâm của ngôi nhà là hai vị trí cực kỳ quan trọng trong bố cục phong thủy của căn nhà. Trung cung là một cung bị động cần có được sự ổn định và bình an của các luồng khí. Việc đặt nhà bếp ở vị trí này khiến cho các dòng khí bị xáo trộn bởi hỏa khí, tạo nên những khó khăn triền miên cho gia chủ, đồng thời thì khiến cho sức khỏe dần yếu đi theo thời gian. Hơn nữa thì hai vị trí trung cung và thượng tâm cũng là nơi các dòng khí lưu chuyển qua lại với tần suất cao. Vì vậy, nên là nơi đặt phòng khách, nơi mà gia chủ cùng các thành viên trong gia đình lưu lại với thời gian nhiều nhất. Hãy luôn nhớ một điều, nhà bếp không bao giờ nên đặt tại vị trí trung tâm. Nếu gia chủ có điều kiện cùng diện tích nhà cho phép thì một căn bếp nên để sâu về phía sau, có tầm nhìn ra ban công hoặc là các không gian phía sau. Một mặt tạo nên không gian thoáng đãng, mặt khác thì đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Nhà bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh. Bình thường thì bếp là nơi nấu nướng cho cả gia đình liên quan tới thức ăn, vì vậy không gian ở đây phải sạch sẽ, vệ sinh, nếu không thì bệnh tật sẽ đi vào cơ thể. Theo phong thủy nhà ở, nhà vệ sinh là nơi chứa các dòng không khí không tốt, từ khí độc đến khí có mùi, biểu tượng cho điểm xấu. Vì vậy, để nhà bếp gần nhà vệ sinh là điều tối kỵ mà bất kỳ gia chủ nào cũng cần phải lưu ý và tránh. Đặt nhà bếp đối diện với phòng ngủ. Không nói đến vấn đề phong thủy thì nhà bếp thường là nơi nấu nướng nên rất nóng bức, sẽ không có lợi cho sức khỏe. Khi nấu nướng thì các loại khí độc như khói, dầu mỡ rất dễ dàng bay vào phòng ngủ và ở lại đó không tiêu tán, không có lợi cho sức khỏe của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Theo phong thủy, phòng ngủ thường là nơi chứa đựng những luồng khí tốt, có nhiệm vụ điều dưỡng sức khỏe mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, những thứ không tốt từ nhà bếp rất có thể sẽ là nhân tố phá hỏng những điều tốt đẹp mà phong thủy tạo nên. Vì vậy, nhà bếp nên đặt xa phòng ngủ hoặc ít nhất là không đặt đối diện với cửa phòng ngủ. Một số kiêng kỵ khác với vị trí đặt nhà bếp. Ngoài những vị trí cần tránh ở trên thì gia chủ cần tránh thêm một số điều sau. Không nên để phía sau nhà bếp là một khoảng trống. Thuyết phong thủy cho rằng bếp dựa tường sẽ tạo thành thế tựa, có điểm tựa vững chắc thì tài lộc của gia chủ mới đến và ngày càng nhiều thêm. Không nên đặt nhà bếp trên rãnh mương hoặc là đường nước của căn nhà. Hãy luôn nhớ rằng trong phong thủy nhà bếp và hỏa nước là thủy, không thể tương dung và đặt cùng một chỗ. Không nên đặt bếp ở nơi có nhiều gió. Trong phong thủy gọi vị trí tránh gió là tàng phong tụ khí, nghĩa là nơi đặt nhà bếp nên là nơi tránh gió để những luồng khí tốt có thể tụ lại. Thông thường thì nhà bếp đối cửa chính hoặc là thông thẳng ra ban công phía sau rất không tốt về mặt phong thủy. Hướng đặt nhà bếp theo phong thủy nhà ở.
Theo một số quan niệm phong thủy xưa thì nhà bếp nên được đặt ở vị trí tọa hung hướng cát, tức là nhà bếp nên đặt trên vị trí hung, nhưng hướng nhà bếp tính từ cửa bếp phải là hướng cát để có thể đàn áp và bù trí cho nhau, gặp dữ hóa lành. Hòa khí từ nhà bếp có thể áp chế những luồng khí không tốt đến từ bên ngoài, đồng thời cũng có tác dụng điều hòa những luồng khí tốt nhằm cải thiện khí vận toàn căn nhà một cách hiệu quả. Theo thuyết phong thủy nhà ở, hỏa khí có thể xua tan mọi thứ xấu xa và chỉ để lại những điều tốt đẹp. Trong bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, nhà bếp thường được đặt ở hướng Đông là hướng tốt nhất theo phong thủy nhà ở. Đặt nhà bếp hướng Đông. Hướng Đông là hướng tốt nhất để đặt nhà bếp theo phong thủy nhà ở và đây là hướng đại cát, đại lợi. Vì thế gia chủ không cần làm thêm một điều gì nữa mà chỉ cần thuận theo tự nhiên. Hạn chế đặt các vật dụng, trang trí cũng như là cây cảnh vì điều này sẽ làm ngăn chặn những luồng khí tốt di chuyển vào trong nhà bếp, tạo nên những bất lợi cho người trong gia đình. Đặt nhà bếp ở hướng Tây. Theo phong thủy nhà ở, hướng Tây thuộc ngũ hành kim, vì thế sẽ xung khách với nhà bếp thuộc ngũ hành hỏa. Ngoài ra hướng Tây còn là hướng mặt trời lặn. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều đến thì ánh nắng gay gắt sẽ chiếu vào căn bếp của bạn, khiến nhà bếp trở thành một cái lò lửa theo đúng nghĩa đen lẫn trong phong thủy. Hỏa khí quá nhiều thì sẽ dẫn đến sự rối loạn trong việc điều chỉnh cân bằng của ngũ hành và các dòng khí, khiến cho gia đình sẽ xảy ra xung đột. Ánh sáng mặt trời lặn hướng Tây chiếu thẳng vào nhà bếp tạo thành thế xuyên tâm sát, một thế cực độc trong phong thủy, không chỉ làm không khí trở nên oi bức và còn có thể làm cho đồ ăn bị hư hại nhanh. Cách hóa giải. Để có thể làm giảm hỏa khí, gia chủ nên đặt một vài chậu hoa thủy tiên hoặc là các loại tường che để hạn chế ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào. Hoặc có thể chọn một vị trí đặt bếp khác tối ưu hơn vì hướng Tây là một hướng phong thủy rất tốt nếu đặt nhà bếp. Đặt nhà bếp hướng Nam. Theo phong thủy nhà ở thì hướng Nam thuộc ngũ hành hỏa. Khi đặt nhà bếp hướng Nam thì hỏa khí sẽ bị cộng dồn khiến cho không khí trở nên rất nóng. Điều này không hề mang đến lợi ích cho vận khí của gia chủ. Khi đó thì vận khí của gia chủ sẽ rơi vào thế lưỡng hỏa hỏa kiệt. Khi có hai tinh anh vô cùng mạnh trong nhà, khiến cho các ngũ hành dòng khí khác bị lu mờ và bị tan biến. Khi chỉ còn ngũ hành hỏa thì những bất lợi trong tài lộc sức khỏe sẽ dần kéo đến, đó là sự cân bằng. Cách hóa giải. Theo phong thủy nhà ở thì để hóa giải tình trạng hỏa vượng khi đặt bếp ở hướng Nam, gia chủ nên trồng các loại cây có tán lá to bên ngoài cửa sổ nhà bếp để chúng che đi ánh sáng hoặc là nắng nóng chiếu đến từ phía Nam. Đồng thời thì những tán cây lớn còn có tác dụng lưu trữ tài lộc cho gia chủ. Đặt nhà bếp hướng Bắc. Có một số người cho rằng hướng Bắc là hướng của thủy, sự mát lạnh của thủy sẽ làm giảm hỏa khí từ nhà bếp lan ra. Tuy nhiên đây lại là một quan niệm cực kỳ sai lầm trong phong thủy nhà ở. Sự xung khắc giữa hỏa và thủy sẽ không làm giảm đi mà còn tạo ra sự xung đột lớn hơn. Chính điều này tạo nên một dòng khí vận không hài hòa ảnh hưởng đến gia chủ. Cách hóa giải, nếu gặp phải nhà bếp đặt ở hướng Bắc, gia chủ giải quyết bằng cách nâng bên này giảm bên kia, tức là làm tăng hỏa khí nhằm giảm bớt sự lạnh giá của thủy. Đặt thêm các chậu cây cảnh màu hồng, màu cam trên các tủ bếp hoặc là trên bàn ăn, đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho phòng bếp. Các vật dụng trong phòng bếp nên chọn những gam màu ấm áp, không nên chọn các màu quá nóng như là màu đỏ. Nếu quý vị đang chuẩn bị xây nhà thì hãy tham khảo những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp để có thể xây được một không gian bếp đẹp và hợp với phong thủy các bạn nhé. Bên cạnh việc xây dựng nhà bếp hợp lý thì việc bày trí và trang trí các vật dụng trong không gian nhà bếp cũng vô cùng quan trọng. Vậy, một không gian bếp như thế nào là đẹp mắt và phù hợp với phong thủy, giúp mang đến may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia đình bạn? Mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiếp theo của video. Đối với đồ nội thất trong phòng bếp thì bạn chú ý các bề mặt nội thất phòng bếp nên có cạnh tròn, bởi các cạnh sắc nhọn được đánh giá là không tốt đối với phong thủy bếp. Nó có thể dẫn đến sự căng thẳng giữa mọi người. Vị trí đặt bếp phong thủy. Vị trí đặt bếp trong nhà cũng rất cần đến yếu tố phong thủy. Người xưa nói rằng tọa hung hướng cát được hiểu là việc sắp xếp bếp phải đặt nằm ở hướng giữ, nhưng nhìn về hướng tốt để mang những điều may mắn cho gia chủ. Cách đặt bếp trong nhà nên ưu tiên vị trí góc nhà, nhưng lưu ý không nên đặt ở góc nhọn, đặt bếp góc chéo, nơi những góc nhỏ hơn 90 độ.
Vì như vậy, tầm nhìn của không gian bếp trở nên ngột ngạt khó chịu, ảnh hưởng đến tính cách của con người. Bếp đặt chéo góc cũng làm ngăn cản những nguồn năng lượng tốt, là biểu hiện của phong thủy xấu cần tránh. Trong phong thủy, bếp có quan niệm rằng tàng phong tụ khí, tức là bếp nên đặt tại nơi tránh gió để được tụ khí, tốt cho việc nấu nướng. Vậy cần tránh đặt bếp nhìn thẳng ra cửa chính hoặc là phía trên bếp có cửa sổ. Gió nhiều vừa khó giữ lửa, vừa không tốt về phong thủy thì sẽ thổi bay tiền tài, tiền bạc và tài lộc của chủ nhà. Ngoài ra thì bếp lửa là đặc trưng của hành hỏa, do đó bạn không nên để quá gần với các yếu tố thủy như với nước, chậu rửa, ống nước ngầm. Màu sắc nhà bếp. Màu sắc không chỉ tạo nên vẻ thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình. Bước vào một không gian nhà bếp màu sắc là điều tạo nên điểm khác biệt và dấu ấn cho khách khi đến với ngôi nhà của bạn. Nhà bếp theo phong thủy là hành hỏa nên màu sơn thuộc yếu tố mộc như là màu xanh lá, xanh rêu sẽ phù hợp nhất. Gam màu này thì không chỉ thể hiện sự mềm mại, nhẹ nhàng mà còn mang lại không gian đầy sức sống. Ngoài màu xanh, màu trắng cũng là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Vừa mang lại sự sạch sẽ gọn gàng, vừa dễ dàng trong việc chọn thiết bị nội thất phù hợp với gam màu này. Bạn có thể kết hợp xanh trắng với nhau sẽ mang đến một không gian nhà bếp hoàn hảo. Ngoài hai màu trên thì bạn có thể chọn gam màu nâu hay là gam màu trung tính thể hiện cho sự bền vững, ổn định, mang đến cho không gian nhà bếp sự sung túc và ấm áp. Tuy nhiên thì bạn nên hạn chế kết hợp màu đỏ, màu xanh nước biển với nhau. Vì màu xanh biển là thủy thể hiện sự nhẹ nhàng, màu đỏ là hỏa thể hiện sự nóng giận. Nếu sử dụng hai màu này quá nhiều sẽ dẫn đến không gian không được hài hòa, dễ bực bội cho gia chủ. Nội thất trong nhà bếp. Tủ lạnh và bồn nước là hai đồ nội thất không thể thiếu trong nhà bếp. Tủ lạnh tượng trưng cho kim, trong khi đó thì bồn nước là thủy. Nhưng bếp lửa lại là đại diện cho hỏa nên vừa khắc kim vừa không hợp thủy. Vậy nên bạn cần phải tránh để các thiết bị này gần nhau. Tốt nhất thì bạn nên áp dụng nguyên lý bếp, tủ lạnh, bồn rửa, chén tạo nên thành một hình tam giác. Tủ bếp, kệ bếp, đồ dùng nhà bếp nên ưu tiên chất liệu gỗ sẽ là tốt nhất cho phong thủy căn bếp của bạn, bởi mộc sinh hỏa giúp cho bếp luôn ấm cúng và sung túc. Nếu muốn giúp sức khỏe cho các thành viên trong gia đình bạn thì nên trang trí một số chậu hoa màu đỏ gần tủ lạnh. Nếu bạn muốn không khí trong lành thì nên để cây xanh ở phía nam của bếp. Nếu bạn muốn có tài lộc, chọn những cây có lá rộng để ở hướng đông bếp. Với sự đa dạng và phong phú của đồ nội thất hiện nay thì không khó để bạn có thể chọn cho mình những sản phẩm nội thất đúng với phong thủy nhà bếp. Khi chuyển đến một ngôi nhà mới thì nhiều thiết bị nội thất nhà bếp bạn nên chọn công ty dịch vụ vận chuyển uy tín chuyên nghiệp để tiết kiệm được thời gian và công sức của bạn. Phong thủy nhà bếp theo bản mệnh ngũ hành. Nếu phòng khách là trái tim thì nhà bếp là linh hồn của ngôi nhà. Để tạo nên một không gian nhà bếp đáp ứng với các tiêu chí sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát và đem lại may mắn thịnh vượng cho gia chủ thì những thông tin về cách bố trí phòng bếp đẹp theo bản mệnh sẽ giúp ích cho bạn. Phong thủy nhà bếp gia chủ mệnh kim. Theo nguyên lý tương sinh trong ngũ hành, màu phù hợp với mệnh kim là màu vàng, nâu, bạc, trắng, tạo nên một không gian có những màu sắc này sẽ mang lại tài lộc may mắn cho gia chủ. Chất liệu trang trí hợp mệnh kim là chất liệu kim loại bạc, đồng, thép, sắt và thủy tinh nhằm thúc đẩy sự lưu thông không khí trong bếp. Để có cách sắp xếp nhà bếp gọn gàng, người mệnh kim nên chọn bàn ghế ngồi ăn có kiểu dáng hình tròn, hình bầu dục. Không chỉ giúp cho không gian bếp tinh tế hơn mà còn có ý nghĩa giúp các thành viên được tụ họp lại, luôn hòa thuận với nhau. Không gian bếp thường có mùi khó chịu, chính vì điều này, người mệnh kim có thể đặt một số loại cây xanh hợp mệnh như là cây kim ngân, ngọc lan, kim bách hợp để điều hòa không khí và rất tốt cho phong thủy nhà bếp. Phong thủy nhà bếp gia chủ mệnh mộc. Căn bếp của người mệnh mộc nên chọn gam màu xanh lá, xanh nước biển, vàng nhạt, đen, tạo nên nét tươi tắn cũng như là luồng sinh khí thịnh vượng. Cách sắp xếp phòng bếp với các thiết bị và vận dụng phù hợp với mệnh mộc rất là quan trọng. Chất liệu đồ dùng nhà bếp tốt cho mệnh mộc nên có nguồn gốc tự nhiên như là đồ gỗ, tre, giấy và các vật dụng có hoa văn, cây lá, tạo nên cảm giác ấm cúng và thân thiện cho không gian nhà bếp. Không nên để nhiều đồ vật kim loại trong nhà bếp của gia chủ mệnh mộc vì kim khắc với mộc không tốt cho gia đình. Phong thủy nhà bếp gia chủ mệnh thủy.
Người mệnh thủy thì tượng trưng cho nước trong phòng bếp, đây là yếu tố không thể thiếu. Gam màu phù hợp với mệnh thủy là màu đen, màu xanh. Màu đen đại diện cho nguồn năng lượng kỳ ảo, mang sự phân định rõ ràng cho không gian ngôi nhà của bạn. Màu xanh biển mang đến sự thoải mái, thư giãn tốt cho việc phát triển và mở rộng của cải, cân bằng cách sắp xếp nhà bếp, giúp hài hòa không gian của ngôi nhà. Khi trang trí vật dụng trong nhà thì nên dùng chất liệu kim loại, gỗ, thủy tinh để tăng tính thẩm mỹ và đẹp mắt cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt thì các gia chủ mệnh thủy không nên sử dụng màu nâu, vàng, đỏ vì những gam màu này kiêng kỵ với người mệnh thủy. Phong thủy nhà bếp, gia chủ mệnh hỏa. Người mệnh hỏa thì màu sắc phù hợp là những gam màu ấm nóng như là đỏ, cam, hồng, tím hay là xanh lá. Vì vậy khi trang trí bạn có thể chọn những gam màu này. Tuy nhiên thì chỉ nên chọn những chi tiết trang trí nhỏ vì những gam màu này sặc sỡ sẽ gây rối mắt. Đồ nội thất và vật dụng trang trí nhà bếp người mệnh thủy nên bằng chất liệu gỗ. Ngoài ra, để tạo sự cân bằng trong cách bố trí nhà bếp thì bạn có thể kết hợp với chất liệu gương kính để mang lại sự may mắn. Phong thủy nhà bếp gia chủ mệnh thổ. Theo các lý thuyết về phong thủy nhà bếp, người mệnh thổ rất hợp với màu vàng đất, vàng nhạt, màu nâu, không nên sử dụng các gam màu như là xanh lá, xanh lam. Màu sắc phải có sự kết hợp hài hòa với các hình khối tủ bếp, vật dụng để tạo nên không gian ấm cúng và xinh đẹp cho ngôi nhà. Chất liệu nội thất phù hợp với người mệnh thổ là chất cẩm thạch và chất kim loại sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Không nên sử dụng nhiều vật liệu gỗ trang trí nhà bếp, người mệnh thổ vì mộc khắc thổ có thể mang đến những điều không may cho gia chủ. Quý vị thân mến, không chỉ phòng khách hay là phòng thờ mới cần lưu ý đến phong thủy mà phòng bếp cũng cần chú trọng vì đây được coi là khu giữ lửa cho hạnh phúc của gia đình. Nên yếu tố phong thủy rất cần được coi trọng. Không gian bếp được xem là nơi chứa được nguồn năng lượng sống, nguồn tài lộc, nơi quyết định sự hưng phát hạnh phúc của gia đình. Hẳn đây cũng là góc nhỏ khi mỗi thành viên đi xa đều nhớ về. Bởi bếp là nơi giữ lửa cho mái ấm gia đình, là nơi chăm sóc từ thể chất đến tinh thần cho từng thành viên. Một vòng bếp hợp phong thủy để tạo nên một không gian ấm áp, sum vầy và mang đến vận may cho các thành viên trong gia đình cần hội tụ đầy đủ các yếu tố phong thủy mà chúng tôi đã kể ở trên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi Phong thủy may mắn thì hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để đón xem những video mới nhất về tử vi phong thủy. Hy vọng rằng với những kiến thức mà Phong thủy may mắn vừa chia sẻ, quý vị sẽ thiết kế cho mình được phòng bếp vừa đầy đủ tiện ích và chuẩn phong thủy, đem lại cát lành cho gia chủ và ngôi nhà của bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!